Đây trái cây của cháu Phương đây cả nhà. Trái cây đi chú ơi. Sáng giờ trời 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 sao gần nhau. Hello, xin chào cả nhà đến với kênh Tiểu Vlog. Bây giờ xin mời cô chú anh chị em mình vào xem với mình. Bữa nay mình thì quay chợ nha cả nhà. Quay chợ cho vui vui nha cả nhà. Cả nhà có xem thì xin một like, một chia sẻ, một đăng ký nha cả nhà. Để chúc cả nhà mình luôn luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc trong cuộc sống nha. Bây giờ xin mời cả nhà mình vào xem nha cả nhà. Bây giờ còn là trái cây, cá, mắm đồ không cả nhà ơi. Giờ xin mời cả nhà mình vào xem nha. Hả? Không biết nữa. Bữa nay có hiệu lực rồi nha. Có hiệu lực hả? À? Bữa nay là chính thức là có hiệu lực là mới rồi đó. Là gom tiền phải không? Thu mấy cái hộ ở ngoài. Thu hả? Rồi bữa nào mới là hiệu quả đây. Có hai vé đầu tuần nay là thứ hai hả? Từng là chốt lại là đầu từng nó có hai vé thôi chợ mình. Dạ, yeah, bây giờ là mình thu tiền phí được rồi phải không? Vậy là bữa nay chính thức ra thu tiền phí. Đầu từng thứ hai. Đầu từng nha. Rồi anh hai thấy chợ mình như thế nào anh hai? Cũng sao? Chợ này vui vẻ. Vui vẻ hả? Rồi anh coi được không? Chưa được, còn bán hơi lộn xộn. Lộn xộn hả? Cái này lộn xộn do quản trị vậy? Không phải, do tiểu thương chưa có bán đầy đủ. Nó còn sót lại mỡ ô nè, chưa có đầy đủ. Khi nào đầy đủ là thấy chợ mình nó đẹp rồi. Vậy hả? Tạm thời là ổn rồi. Vậy để mình đi vừa quay vừa cho người ta biết luôn nha. Nói chung là chợ mình giờ là cũng tạm ổn. Rồi anh hai ngồi uống cà phê này có đón thế không? Đông trệt. Dạ. Đông trệt quá. Đây bây giờ xin mời cả nhà mình vào xem bữa nay mình quay chợ nha cả nhà. Đây chợ Thành Tân bây giờ đẹp quá cả nhà ơi. Đây khoan để cái đó về sau, bị mình đi trước hoài. À. Sao bạn Hiền? Bữa nay chợ mình cảm thấy sao? Vui. Vui hả? Thấy đông đúc đẹp không? Đẹp. Dạ, phải dồn lại một chỗ là êm ha. Đây. Thấy ngon hơn mỗi lần chỗ này lõm, chỗ kia lõm. Nó thấy không đẹp. Không giống cái chợ mà giờ giống rồi nè. Giờ là giống, đúng là giống chợ Thạnh Tân luôn phải không? Đây. Rồi, vậy cảm ơn bạn nhiều ha. Đây cả nhà ơi, bây giờ chợ gom lại một trong chợ nhà lòng quá trời đẹp. Đó cả nhà coi nè. Đó thấy không? Cô chú anh chị đông vui lắm cả nhà ơi. Mỗi lần thì chỗ kia ăn lõm, chỗ này ăn lõm, ngồi chồm hổm. Còn bây giờ là hết ngồi chồm hổm rồi, ngồi ghế không à, bị mình lấy ghế cho người ta ngồi không á cả nhà. Thấy vậy tôi đàng hoàng lắm. Thấy ai mà ngồi chồm hổm tôi lấy ghế lại cho ngồi. Tại vì lấy ghế lại cho ngồi á thì được một ly cà phê á cả nhà. Tại vì mình bán cà phê với mới cho người ta ngồi ghế vậy đó. Đây nè, cá mắm này đầy đủ luôn cả nhà ơi. Rồi bờ kè là bây giờ đẹp quá. Đây xin mời cả nhà mình vào xem nè, đó thấy không? Đông đúc bà con lắm. Bữa nay thấy mực ngon quá, quay mực cho bà con mình xem nè. Mực tươi luôn cả nhà. Mực quá trời tươi luôn. Đó, người bán mực nè, thấy không? À, ai có thấy ghé lại chỗ em gái ủng hộ nha cả nhà. Rồi ai thấy cô Tiết bán vé số ủng hộ luôn. Cô Tiết bây giờ đang cô đơn á cả nhà. Bán vé số mà cô đơn luôn. Quá trời đông. Trời quên quên. Thưa cô bán mà thu mà sao chạy rồi? Nắng quá à.
Nắng hả? Ừ. Vậy chứ cô không nghĩ người ta ra ngoài ruộng đó, người ta chạy đi đâu? Là ta ở ngoài ruộng, người ta thấy, người ta dặm lúa. Ừ. Ở này ngồi trên khô, sao chịu nổi? Ngồi trên khô. Này của ai vậy? Ở Đặng. Nhỏ kia nó à. Trời, có chừng người khác ta ganh tị á. À, rồi lúc này bán đỡ không? Lai gai. Lai gai hả? Đó, hai vợ chồng bán đây cả nhà. Còn à, bạn tôi à, cái gì có 5 ca vậy? Cam anh ơi. Cam hả? Chủ yếu ủng hộ quán cà phê. Trời ơi, cam có 5 ca cả nhà. Ai à, có đi ngang chợ Cầu Sắt ghé mua cho hết đi. Để làm chi hoài. Uống về, uống về, uống về. Sao bữa nay bán được không? Bán cũng được anh ơi. Vậy hả? Bởi vì ăn cam á mập lắm cả nhà. Ai mà ốm ốm mua cam về ăn đi. Còn Chế Nguyệt bán bông, bán trái cây đồ nhóc hết trơn luôn cả nhà, tả không hết nha. Cô chú anh chị em nào có xem cũng không cảm bỏ qua nha, tả lâu quá. Rồi Chế Nguyệt bán được không Chế Nguyệt? Cái này là trái cây này ăn dưỡng eo phải không? Hả? Trái cây này là bán dưỡng eo nè, còn trái cam là bán ăn là mập. Ê hả? Ê giờ gắng quay lên nè cho bà con người ta thấy nè, đó thấy. À, thấy Đặng lại tiếp ủng hộ đi, bữa nay gắng sao mà cô chú anh chị em nào có đi ngang đó ghé mua cho hết đi. Ờ. Ghé mua cho hết đi, đừng để làm chi bả than quá trời. Đây có đầy đủ luôn á nhờ. Trời núm này sao nhỏ quá vậy ta, bé dữ vậy ta. Sao bán được không cưng? Hả? Con lai gai hả? Đây để quay mắm cá lóc với mà ba kia cho bà con mình xem nha. Ai thèm mà cứ dẹp ghé ủng hộ nha cả nhà. Rồi về nước màu hả? Nước màu luôn. Trời ơi trời. Đó cá nước mắm tự nấu luôn hả? Trời hay quá vậy. Vậy là 11 làm mà công ty nước mắm được rồi. Ơi rồi ừ. Quá trời luôn, mắm cũng làm ơn luôn, làm ơn luôn, trời giỏi thiệt. Kìa à, coi phi ăn kìa, ăn quá trời luôn à. Thôi để quay xương xương thôi cả nhà, tại vì mấy cô của tôi đang ăn rồi không cho quay. Đây quá trời đông luôn đó nhà. Sao rồi bữa nay bán được không chế? Lai gai. Lai gai hả? Để quay cho bà con mình xem vậy thôi đó nhà. Ai ai có đi ngang ghé ủng hộ. Bà hai bán rau bào, bán dưa leo muối. Vậy hả? Bán dưa đen điện. Rồi bán được không cô? Bán lai gai. Lai gai hả? Ai phải không? Ừ. Mại hơn không được. Mọi người ơi, mọi người ơi, ủng hộ mọi người ơi. Cái 10 ngàn, rồi ông chú ổng bán mà khăn cả nhà. Khăn có bán lo luôn. Đây để quay cho bà con mình xem luôn cả nhà. Đây quá trời đẹp luôn cả nhà ơi, bữa nay khách vô đông đúc quá à. Rồi video cũng xin tạm dừng tại đây nha cả nhà, hẹn gặp lại clip sau. Và chúc cả nhà mình luôn luôn dồi dào sức khỏe hạnh phúc trong cuộc sống nha cả nhà. Cô chú anh chị em mình có xem cho xin một like, một chia sẻ, một đăng ký nha cả nhà. Và cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Giờ xin bye bye.